tên là Paul. Em này thì mình có lên trên Google search nhưng mà không có ra thông tin của em nói nha. Thế nên là không biết em nó ở trong cái bộ truyện hay là bộ phim nào. Đây là em nó có con thỏ trên vai ha. Nếu mọi người có thông tin về em này thì góp ý vô cho mình nha. Còn giờ là mình sẽ phối hợp để xem em nó bên trong như thế nào. Thì cái hộp này có chiều cao là 30 cm, chiều ngang là 21 cm ha. Nói chung em nó là một dài tầm trung rồi đó. Kích thước là 1:8 nha, tỷ lệ 1:8. Trong quá trình vận chuyển về thì cái lớp chống sốc này nó cũng tan nát rồi, nhưng mà không ảnh hưởng gì tới mô hình bên trong của chúng ta. Có một cái bảo vệ phía sau cho cái phần tóc. Tóc em nó bay quá. Rất đẹp nha các bạn. Khuôn mặt được làm tỉ mỉ luôn ha. Những cái chi tiết này thì một lát nữa chúng ta sẽ soi sao nha. Giờ chúng ta để em mô hình vào bên một cái đế ha. Cái đế cũng rất là chi tiết. Phụ kiện tiếp theo nữa là cũng có nhiều phụ kiện nha các bạn. Một cái súng nhắm ha, cũng được làm rất là đẹp luôn. Vali nha, ký hiệu chữ FN, thông tin gì đó. Để em bên tính sao. Một cây dao rất đẹp luôn ha. Đây là cũng là những cái mẫu dao mà mình yêu thích nhất mà khi chơi game ấy. Nếu mà các bạn nào đã từng chơi những cái game như biệt đội thần tốc hay đột kích thì cũng quen thuộc với cái dao này nha. Đây nha các bạn, chúng ta có em mô hình nè, cái đế, cây súng, cây dao và một con trùng lùi ha. Rồi bây giờ chúng ta soi cái em mô hình chút xíu. Đây là khuôn mặt của nó, soi cho kỹ vô. Cái phần tóc này các bạn cũng nhẹ nhàng ha, mình cứ sợ nó gãy thôi. Đây là phần ngực. Em này thì không có lột được cái gì hết nha các bạn, cũng không có tháo rời chi tiết được luôn ha. Em nó là một khối liền, không có tháo rời được. Khớp tay cũng không tháo được luôn. Đầu cũng không được. Phía dưới màu đen huyền bí ha. Em này đầu tiếp cái mô hình để chân rất là đẹp, nhưng còn cái vấn đề để lột được thì không phải em nói nha. Rồi giờ chúng ta sẽ gắn em nó lên trên cái đế nha các bạn. Trên đế chúng ta có mấy cái đồ gắn như thế này, cũng rất là chắc chắn luôn ha. Giờ mình sẽ gắn lên. Đây,
chúng ta gắn em nó lên đế như thế này nha. Khi gắn đứng và thân hình rất là đẹp ha. Kế tiếp là cây dao gắn vô phía sau lưng em nó, có một cái vỏ dao ở đây ha, ghim vô vừa khớp luôn này, như thế này. Em nó cầm cây súng, cầm cây súng thì chúng ta sẽ cho cầm ở vị trí này nha. Như thế này, cứng ngắt này, khá là đẹp. Bẻ cái này cây súng chút. Để mình chỉnh cái súng này xíu. Để cái súng không gớt thì chúng ta sẽ để em nó cầm hơi sát vô trên đây chút xíu và tì cái mũi súng vào đây ha. Cái nòng súng chúng ta đưa xuống cái đế luôn. Là em nó sẽ dính cứng nha các bạn. Tiếp là cái vali này thì chúng ta cứ đặt tại dưới chân em nó như vậy. Con trùng lùi ha, con trùng lùi này ở đây có hai cái đầu ghim. Chúng ta ghim lên trên vai của em nó thì trên vai sẽ có hai cái lỗ nhỏ đây. Đây ha, hai cái lỗ nhỏ. Chúng ta ghim chân con trùng lên đây. Sau khi mà mình gắn con trồn lên trên vai em nó thì như thế này nha các bạn. Rồi, chúng ta có em mô hình đã hoàn tất. Đưa em cái vali lên, đây. Quá đẹp. Nếu lược bỏ cái tính chất mà vấn đề mà lột bỏ đồ được á, thì em này được 10 điểm luôn nha các bạn. Tại vì tạo hình rất là đẹp, phụ kiện đi kèm cũng rất là chi tiết. Nếu bạn nào biết em này ở trong cái bộ phim hoặc là cái bộ truyện nào đó thì góp ý bên dưới bình luận giùm mình nha. Rồi giờ hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.